Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn với channel của mình. Và mình là John. Và hôm nay mình sẽ chơi Liên Quân nha các bạn. Và nếu các bạn thích clip này các bạn thì để cho mình một like, share video, hãy ủng hộ mình và đăng ký kênh cho mình nữa. Và hãy click các bạn hãy cố gắng click vào cái chuông để nhận được những thông báo về những video mới nhất từ kênh của mình nha. Bây giờ mình đang chơi thằng John. Và về đây tại bởi chi lúc nãy mình chọn cái con gì mà già già mà nó đội nón nè, con đấy đó, già già mà nó cầm có một thanh đao, con gì mà tên là RIOMA, mình cũng không biết đọc tên nó sao nữa, nhưng mình không có thuộc về mấy tiếng tướng, mấy cái tên của tướng mình không có hồn. Xin lỗi các bạn, vừa mới nãy mình vừa mới đi quét nhà xong cho nên mình giờ mình mới chơi được, mới vô chơi. Mình vừa mới quét nhà xong. Nhắn gì đi? Gì mà mình viết gì mình không hiểu. Cái gì mình không hiểu. Nếu các bạn hiểu các bạn hãy comment phía dưới nha, để cho mình biết. Lắc quá à. Đáng lẽ có một mình chơi mà nó lắc tới vậy à. Vậy có ngày sao máy mình chịu nổi trời. Thằng này chắc nó rồi chặn rồi. Vô đập nó luôn, đập nó. Thằng do bắn ghê luôn á. Thằng do bắn ghê quá à. Chơi đi mày. Thằng ngu. Mày không thấy trụ mày đang bắn mày hả? Rồi chết luôn. Chạy. Tóc biển. Băng trụ được không? Tao biến về đây. Ôi tụi này tê điếm ghê luôn á. Giết chết luôn soccer rồi. Chơi điếm à. Mày chơi điếm à. Mày dám giết bồ tao soccer à. Sẽ có một ngày tôi xuống dưới sự tụi bay chết. Sẽ có một ngày tụi bay cứ chờ đó. Tao là một xạ thủ như mày, tao bắn ghê lắm á. Chết nó, yeah. Lắc quá à. Lắc quá các bạn ơi. Ôi trâu dữ vậy hả? Cho trâu quá à. Chút xíu nữa thôi. Sực được nó rồi. Chết tiệt. Bồ ơi chạy đi. Chạy đi bồ ơi. Bồ ơi. Bồ đừng có chấp với nó bồ ơi. Ê
Chỉ có là nước chết thôi. Nàng yếu. Yếu mạng. Mạng yếu, yếu mạng. Yếu mạng là mạng yêu. Mạng yêu là yêu mạng. Yêu mạng là mạng yêu. Mạng yêu, mạng yêu. What the fuck? Phải. Nhưng mà ông chỉ đã giết được một đứa. Cái này là ăn máu, phải trả bằng máu. Nhưng mà hắn chịu bờ không hề nào ăn nổi. Nợ má phải trả bằng máu. Đi thôi. À, nó không đi chung với mình nữa. Thôi kệ nó đi. Nó muốn đi đâu nó đi. Tèo 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 tèo. Trời ơi. Vãi lòng. Vãi cả hánh nhỏ. Nhỏ thiệt. Nhỏ thiệt. Nhỏ ghê luôn á. Bắn hộp luôn rồi. Lắc quá. By the sun. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Double kill. À, chết ngắt. Vãi liền. Rồi, xong. Rồi xong. Anh em, chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Rồi xong. Yeah. Còn mình thua là cái chắc luôn. Do mạng mình lắc quá. No. Mày.
Rồi. Mạng lắc quá. My arrow shall illuminate this dark world. Bop 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 bop. Chết rồi. Mày cũng may. Xeonat đã giết được nó. Trời ơi, nó còn ngu, còn dứt kinh công. Nó ngu, ngu người, dứt kinh công. Dứt kinh công. Dứt kinh công đấy anh em. Đúng rồi, yeah. Ôi giời ơi, sao em hay thế. Ôi giời ơi, em hay quá em ơi. Ôi giời ơi. Ôi. Bây giờ em sẽ, anh sẽ cho em được lên YouTube. Em sẽ được nổi tiếng. Ở vậy còn bắn hụt nữa. Ờ bồ ơi. Lên 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 không nhiều mình quên mất tiêu rồi mà mình quất trên đó rồi vậy đó. Mà nếu như các bạn thích clip này thì sao các bạn không để cho mình một like, share video, ủng hộ mình và đăng ký kênh cho mình nữa. Hãy click vào cái chuông để nhận được những thông báo về những video mới nhất từ kênh của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye. bên nó có một đứa gờ chặn mà mình tưởng đâu bên đội mình có một đứa gờ chặn. Tạm biệt, bye bye.